trong lúc mà chúng tôi đang tìm những cái hình ảnh này đó, nó có ra đây đó, thì trong những ngày vừa qua, hai chị em chúng tôi cũng đã chia sẻ trên màn hình của đài SBTN, và đồng thời trong truyền thanh cũng đã có nói. Trên truyền thanh thì có nhiều người cũng đã biết mặt chị Thu Nga, nhưng mà chưa biết mặt Michael Hòa, thì có nói anh cha này phịa quá, lấy cái tin của thầy Thích Tông Lai từ đâu để mà đưa ra như thế này là quá phịa đi. Chúng tôi cũng đã nhắc đi nhắc lại là chúng tôi là người làm truyền thông, thì nhận những lời, và chúng tôi cũng đã quote unquote là đây là lời nói của Thượng tọa Thích Tông Lai, và chúng tôi cũng sẽ giữ cái lập trường đó, đây là lời nói của Thượng tọa Thích Tông Lai. Xin trân trọng kính chào tất cả quý nhà quê hương khắp nơi cũng như là trên toàn thế giới. Chào chị Thu Nga, xin đảnh lễ kính chào thầy. Tôi xin chào khán thính giả, chào cô Thu Nga và chào Michael Hòa. Dạ vâng, thì thưa quý vị, tiếp theo lời của Michael Hòa, thì sau khi mà chúng tôi đưa cái tin về những lời nói của thầy Thích Tông Lai, thì chính Thu Nga đây cũng bị đánh phá lại, tại vì họ nói rằng bà Thu Nga là đệ tử của ông Thông Lai đã đưa những cái tin này, có đúng như vậy hay không? Thành ra bây giờ đã với chúng tôi gặp thầy Thích Thông Lai cùng với Michael Hòa ngay ở trước mặt của chúng tôi đây, bằng xương bằng thịt, thì là cái việc mà cái tin của ông Nguyễn Phú Trọng Lú mà thầy nói rằng có 99% và còn 1% nữa thôi, thì bây giờ nó đã rõ ràng chưa? Dạ xin mời thầy. Thật ra bây giờ tôi hỏi quý vị, tôi có một người đệ tử mấy chục năm ở Việt Nam. Người đó có một người con làm ở trong cái chức vụ quan trọng của Đảng Cộng sản. Người đó lại có mặt ở trong, làm việc ở trong cái bệnh viện 108 của Cộng sản. Và Nguyễn Phú Trọng có bị stroke và có vào trong bệnh viện đó. Và khi chính người con nó về nói cho cái người mẹ, tức là đệ tử của tôi, cái bà già đó, thì bà gọi cho tôi, bà nói bây giờ nguy quá, Nguyễn Phú Trọng đã chết rồi, mà không biết con của con có dính líu cái gì không, nhờ thầy coi cho một quẻ. Tôi nói, cậu xác nhận cái tin này thiệt không? Thiệt, con mới nhờ thầy. Bây giờ nó nên ở đó hay nó nên trốn? Tại vì nó là một cái người trong bệnh viện mà nó lại là dính líu tới cái việc là vấn đề Nguyễn Phú Trọng chết, mà chết làm sao tôi không biết, mình nó có dính líu. Nhờ coi một quẻ, dịch coi có thoát không. Thì tôi mới nói, bà nói là thầy làm sao? Thầy khuyên nó đi, khuyên nó một tiếng. Tại vì thầy nói nó mới nghe, tôi biểu nó trốn mà nó không trốn. Thì lúc đó tôi biết rằng cái người này là cái người không thể hại tôi, vì họ gọi để họ cầu cứu, mà cái giường rất khốc quản. Khi nghe cái tin đó rồi tôi nói để chờ tôi coi quẻ. Thì tôi gieo quẻ thì tôi thấy là chết thiệt. Mà tôi bắt đầu tôi kêu quẻ thì tôi nghĩ người này cũng không hại tôi. Và tôi tin vào cái quẻ dịch và chết. Và khi đó tôi mới lên một cái livestream liền. Tôi nhớ bữa đó tôi nói tin quan trọng, Nguyễn Phú Trọng đã chết. Mà tôi nói ai giết cũng được, đều có công với Tổ quốc. Tôi nhớ cái câu đó, mà cái tin này 99%, còn 1% để quý vị kiểm chứng. Và tôi nói như vậy, rồi sau đó nguồn tin tôi ra thì toàn phải là người ta lên một cái sự là coi như đã phá tôi tùm lum tà la. Và lần thứ hai mấy cô Hòa hỏi tôi một cái clip nhỏ, tôi cũng xác định là chuyện này là 100%, là tôi không dám nói, nhưng mà 99% là có và 1% kiểm chứng. Và lần thứ ba tôi vẫn tiếp tục nói tôi không phá giới. Như vậy tôi hỏi tại sao tôi mới vậy. Thứ nhất, nếu mà tôi biết cái tin này thật mà tôi không loan báo ra thì không ai để ý tới cái ngày tấn phong của Nguyễn Phú Trọng giả. Ôi tuổi này cái tuổi người buôn không thèm coi. Michael Hoàng có coi không? Nếu không có từ người người uy tín như tôi mà ra cái tin này. Đúng rồi. Nhờ tôi nói như vậy cho nên phe binh và phe chống, phe binh tôi thì họ tìm hiểu coi có phải không, và phe chống tôi thì họ moi móc để họ hạ uy tín tôi. Nhờ như vậy nó mới lòi ra là có những cái đoạn phim là không có Nguyễn Phú Trọng. Có những đoạn phim lòi ra cái anh này đó, cái mặt mũi thì sao họ edit lên, con mắt cũng khác, lỗ mũi cũng khác, rồi họ lên họ phân tích đủ loại hết. Cho nên từ cái đó tôi mới có lợi. Và ngay cả cha Nguyễn Duy Tân ở bên Việt Nam, cha cũng nói rằng đừng tin thầy Thông Lai, đừng tin đài của Việt Cộng VTV1 gì đó, mà cũng đừng tin cha Tân, mà hãy càng suy nghĩ càng đào sâu thì có lợi dân tộc. Thì như vậy quý vị biết rõ rằng tôi không nói thì không được, cho nên tôi nói là tôi không phải là lấy cái tin ảo. Tôi là một vị lãnh đạo tinh thần, tôi chuẩn bị về Washington DC, mà ngày tôi cho nhận được cái tin đó là ngày 5 tháng 10. Mà nếu mà tôi cho như vậy, mà tôi cho tin ảo, mà tôi chắc chắn là tôi biết tin là tin thật, thì Hoa Kỳ sẽ không tiếp đón tôi. Thứ nhất, tôi nói rõ như nãy, tình báo của Hoa Kỳ
phải hơn tình báo của Tàu Cộng. Yeah. Hoa Kỳ ở mấy trăm nước đều có tai mắt hết để bảo vệ nền an ninh của Hoa Kỳ. Cho nên nếu mà tôi tung tin ảo thì chắc chắn ngày đó tôi nói là cái chuyện Michael Hòa quản hồn. Nghe cái tin đó là gọi cho tôi hột quản, tin là có thiệt không sư phụ? Chết con đó. Phước, sư phụ ơi con không ăn ngủ được. Chết rồi, có người gọi cho con 48 tiếng nó sẽ xu thầy ra tòa. Và con ăn, thiện hội bên kia nó con ăn ngủ không được. Tất cả cái cơ sở mình mấy chục triệu đô la. Mà bây giờ sư phụ bill lên bây giờ tan mây khói thì nói ủa thầy đâu có ngu vậy con. Tin này là phải nói cho dân tộc biết. Vì tôi không muốn có một Hồ Tập Quan thứ hai. Cho nên quý vị lần lần, nếu tại sao nó phải ghép nó giả. Yeah. Tại sao Nguyễn Phú Trọng lên trên đài chỉ đọc có một bài diễn văn. Mà bây giờ với cái máy mà tôi nói là cách tách nít người ta có thể ghép chữ, ghép miệng. Rồi tại sao có cái thằng Phú Trọng ngồi mà không biết là cái bàn của Nguyễn Sinh Phúc mà ngồi lộn. Được. Thấy chưa? Rồi nguyên cả cái quốc hội đều ngơ ngác nhìn cái điệu bộ của người đó. Tại sao mới có mấy ngày, mười mấy ngày mà thay đổi như vậy. Cho nên bây giờ tôi trở lại vấn đề. Sau khi mấy người này mới nói chuyện với trong cái ủy ban IGOFC là mấy ông tò của Hoa Kỳ, ông Felix Commissioner có Texas, cái ông tiến sĩ về coi về an ninh, rồi nói tất cả những người mà đang hỗ trợ tôi, kể cả văn phòng dân biểu, như vậy họ kiểm chứng và họ có tiếp tục ủng hộ tôi không? Sau một tuần lễ họ họp tôi không biết cái gì, thì sau đó họ báo cho Michael Hòa, họ báo cho Phước Linh, họ vẫn tiếp tục ủng hộ tôi và họ sẽ tiếp nhận thỉnh nguyện thư của tôi 1 triệu chữ ký. Như vậy tôi hỏi quý vị, nếu mà Hoa Kỳ họ không kiểm chứng được tin là thật, tình báo Hoa Nam có giỏi cũng không giỏi hơn tình báo Hoa Kỳ, thì không bao giờ có cái ngày vinh quang ngày hôm nay tôi được đứng trước cái nơi mà cái tưởng niệm ông Tổng thống 16 của Hoa Kỳ với sự chứng nhận của ông Felix Commissioner, của văn phòng của ông Bill Sessions đại diện của ông, rồi ông Thẩm phán, rồi tất cả những người rất đông với 600 Phật tử, trong đó có Công giáo Phật giáo Hòa Hảo, và họ tiếp nhận tôi. Như vậy, nếu tôi là một cái người fake news, một cái người không tốt, làm gì ông nhận? Một cái người giàu quốc tịch Hoa Kỳ chỉ cần uống rượu cũng không được nhận. Huống gì là tôi nói fake news của một tên tổng bí thư, một cái tên chủ tịch nước. Nếu mà tôi nói như vậy, Nguyễn Phú Trọng thiệt sẽ lên một cái clip, gửi một cái lá thư qua Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và bắt tôi là một công dân Hoa Kỳ, một vị lãnh đạo phải xin lỗi. Mà tại sao lâu nay không thấy đảng Cộng sản bắt tôi xin lỗi mà toàn bộ người Việt hải ngoại lại bắt tôi phải xin lỗi? Dạ, rất mong là những lời của thầy Thích Thông Lai đã clear hết tất cả, là tại vì sở dĩ mà thầy không có tuyên bố liền hết tất cả là tại vì thầy chờ cái vụ mà thỉnh nguyện thư petition 1 triệu chữ ký này, đúng không ông? Dạ vâng, đúng rồi. Trong những ngày vừa qua thực sự ra ngoài sức tưởng tượng của những người đi làm tin, đưa tin tức, rất là khó khăn khi mà đến đây để trong cái chương trình này để cùng với lại đồng bào đồng hương của chúng ta, mà chúng tôi là những người làm truyền thông phải đóng hai vai, tất nhiên là phải mặc đội hai cái nón trên đầu, một cái nón là người Việt quốc gia, thì dĩ nhiên là chúng ta luôn luôn lúc nào cũng có một cái tinh thần chống cộng. Và cái tinh thần đó, nếu mà chúng ta không chống cộng mà không qua được bên này, chúng tôi không được tự do để làm truyền thông như ngày hôm nay. Tuy nhiên vẫn còn giữ cái vai trò là truyền thông để mà truyền tải những hình ảnh thật, không có ảo, những lời thật, không có ảo. Nghe những người phát biểu của những người từ Úc, Đức, từ Pháp, từ Thụy Sĩ, có nhiều người đến với lại một cái tinh thần là người Việt quốc gia yểm trợ cho người Việt quốc gia. Có nhiều người lặn lội đến đây để cùng nói được một câu. Có nhiều người không nói câu nào hết, âm thầm đến. Đó là một cái tinh thần đoàn kết mà những ngày vừa qua và bây giờ chúng tôi xin được nói đến một cái câu là chúc mừng cho tất cả những người Việt lưu vong, riêng Thượng tọa Thích Thông Lai và hệ thống đã hoàn tất bước đầu. Dạ, của công cuộc giải thể chế độ Cộng sản. Dạ vâng, rồi lúc đầu đó, sau khi đó Michael Hòa với lại Thu Nga lại lo lắm, cứ gọi để mà nói làm sao mà để cho thầy Thích Thông Lai có thể là clear hết cột, có 1% đó. Đó thì 1% ngày nay chứng minh đó. Dạ đúng rồi, đó là chứng minh. Thì nếu mà quý vị đi ra vào trong website thì quý vị cũng có thể là thấy bây giờ nhiều cái gương mặt của Nguyễn Phú Trọng lắm. Nó khác lắm ha thầy, mới nhìn á
thì nó coi đi giống giống Hồ Chí Minh. Đưa cái lỗ mũi nó cũng khác, rồi con mắt nó cũng khác, rồi cái cằm nó cũng khác, rồi từ mọi cái nó khác hoàn toàn. Ngay cả cái tên đã được bật mí ra đó là Tô Linh Trạch, 69 tuổi. Mà cái này tôi chưa biết à, cái này tôi không biết, cái này là đi đi sạp hàng cái người Tô Linh Trạch đây, Tô Linh Trạch 69 tuổi, mắt lé, mũi lân. Mà miệng chu, miệng chu béo. Bên này là ông Trọng Lú Nguyễn Phú Trọng, 74 tuổi. Thì lúc nào cái hình ảnh này chúng ta cũng đã biết lâu đây rồi. Cái thưa quý vị, câu nói ở đây đó, Trọng Lú còn sống hay đã chết? Ngày hôm nay có thể nói là 1% á, mà chúng ta nghĩ đến á, thì chúng ta thấy ngồi sát bên sư phụ Thích Tông Lai, thầy nói là không lẽ bây giờ thầy xả giới vì cái câu nói đó hay sao? Mà bao nhiêu năm từ lúc 9 tuổi để vào nhà tu cho đến giờ, thì không lẽ cái tin này mà để hy sinh đi cái đời tu của một vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo hay sao? Không cần trả lời, xin mời tất cả quý khán giả có đồng hương trả lời dùm. 1% đó. Phải không? Mà cũng đã tuyên bố rồi đó, nhưng mà quý vị có quyền quyết sáng như thế nào. Cảm ơn chị Thu Nga. Cảm ơn cô Hòa, cảm ơn thầy rất là nhiều. Đã giải tôi đã nói một câu là giấy không gói được lửa. Dạ, đúng rồi. Chuyện gì nó cũng sẽ ra cái ánh sáng của mình. Con cứ nghĩ coi người ta kính trọng tôi cỡ nào. Dạ. Chính quyền Hoa Kỳ đứng tôi lưng tôi thế nào. Đúng rồi. Nếu tôi là một cái người mà fake news thì tiền đồ chính trị của mấy cái ông chính trị gia của Hoa Kỳ, ông sẽ tan nát hết. Dạ vâng. Cái đúng nhật, cái hương vừa theo dõi chương trình đặc biệt với lại những thước phim mà chúng tôi cũng đã gửi và sẽ ghép vào trong đây để chúng ta có thể xem những cái chương trình của phong trào mới đây là những người Việt lưu vong chứ không phải là tị nạn. Có lẽ đó là tị nạn thì chúng ta đã cũng đã dùng cái câu đó lâu để rồi. Tạm bỡ tôi không đồng ý qua bên này yếu lắm, nhưng mà bây giờ rất là yếu, trở về lưu vong là chúng sẽ ta là những người Việt lưu vong. Còn ai mà còn giữ cái sự tị nạn để về để mà bưng bô bưng bít nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam thì cứ quyền của quý vị. Tị nạn tức là sợ cộng sản, mà chúng tôi lưu vong chúng tôi không sợ. Vâng, thưa quý vị, và đến đây thì Michael Hòa và Thu Nga xin được chào tạm biệt. Tại vì thầy Thích Thông Lai đã giải tỏa hết tất cả những thắc mắc của quý vị rồi. Cái 1% đó thì quý vị thấy rõ ràng là có. Tại vì giống như là thầy và chúng tôi cũng đã trình bày, một người không có thể nào mà destroy cái uy tín của mình được như vậy. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại với quý vị trong những chương trình kỳ tới. Xin chào tạm biệt. Xin chào tạm biệt.